bạn lưu ý cho tôi một điều rất là quan trọng này, là trên thị trường hay là tất cả hội nhóm ấy, người ta có rất nhiều người bán hàng ấy, người ta đang gọi công tắc từ là khởi động từ. Nhớ nhá, không đúng nhá. Khởi động từ là sự kết hợp giữa công tắc từ và dơ len nhiệt. Nhớ cho tôi điều này nhé. Các ông lên bán hàng suốt ngày là cứ khởi động từ, khởi, không phải. Thế là các em học sinh hiểu sai hết.